Những ngày gần đây, khi Hà Nội liên tục có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước, thị trường chợ đen bán thuốc chữa COVID-19 càng nóng. Trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm được lập ra như chợ thuốc Hapulico, chợ thuốc Monupiravir để giao bán rầm rộ các loại thuốc điều trị COVID-19 của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ thu hút nhiều người quan tâm. Ở Hà Nội, chỉ cần có nhu cầu mua thuốc điều trị COVID-19 là khách hàng được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội cung cấp. Hầu hết các đối tượng bán thuốc đều muốn giao qua dịch vụ để tránh bị phát hiện hoặc dẫn dụ khách đến những địa chỉ định trước rồi lén lút giao hàng, rồi nhanh chóng rời đi. Tại nhóm chợ thuốc Monopiravir có khoảng 700 thành viên, tràn lan lời rao bán thuốc điều trị COVID-19. Chỉ trong ngày 9 tháng 2, có hàng chục tài khoản đăng thông tin bán thuốc Monopiravir. Các tài khoản này đăng hàng loạt dòng trạng thái rao bán để thu hút sự chú ý. Những tài khoản này còn đăng kèm những hình ảnh các loại thuốc, công dụng uống thuốc nhanh âm tính, không để lại di chứng, và hướng dẫn sử dụng. Một lọ Monopiravir Molas dùng cho một người trong 5 ngày, bảo đảm khỏi, 8 viên chia 2 lần uống. Những quảng cáo này nhận được hàng chục bình luận hỏi giá và nhận báo giá. Không ít những tài khoản có hàng nghìn bạn bè đã được sử dụng từ lâu, nhiều tài khoản cung cấp số điện thoại di động, tài khoản ngân hàng. Hai loại thuốc kháng virus là Monopiravir và Favipiravir gắn mát hàng sách Tây đang được rao bán nhiều nhất. Theo quảng cáo, Monopiravir Molas có giá trung bình từ 1,4 đến 2,2 triệu đồng, một lọ trên 40 viên. Monopiravir 200mg Optimus giá 8,2 triệu đồng một hộp, còn Monopiravir 400mg Stella có giá là 14 triệu đồng một hộp. Mức giá này cao hơn nhiều lần so với giá trên thị trường thương mại quốc tế. Chẳng hạn trên trang thương mại điện tử indiamart.com, một hộp Monopiravir Molas được rao bán giá khoảng 2.400 rupee Ấn Độ bằng khoảng 726.000 đồng. Đặc điểm của các loại thuốc này đều không có tem nhãn phụ. Người bán hàng chỉ cam kết bằng miệng là hàng sách tay, có người dùng đã khỏi và không có bất cứ giấy tờ gì đảm bảo. Mặc dù tâm trạng lo lắng khi phát hiện ra mình là F0 dẫn đến có bệnh thì vái tứ phương là tâm lý chung của nhiều bệnh nhân và gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không có hướng dẫn hay chỉ định của bác sĩ là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là những loại thuốc còn chưa được phép bán trên thị trường. Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà không nên vì quá hoang mang mà tự mua những loại thuốc được bán chui và không có giấy tờ đảm bảo. Theo đó, thuốc đầu tiên là Paracitinib, được WHO khuyến nghị dùng cho những bệnh nhân bị COVID-19 nặng hoặc nguy kịch. Đây là thuốc thuộc nhóm chất ức chế Zanuskinase JAK để ngăn chặn sự kích thích quá mức của hệ thống miễn dịch, baricitinib được sử dụng với corticosteroids. Những bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc nghiêm trọng với covid-19 thường bị phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch có thể rất nguy hại cho sức khỏe của bệnh nhân. Thuốc giúp ngăn chặn phản ứng miễn dịch quá mức này. Thuốc thứ hai là sotrovimab, một kháng thể đơn dòng. WHO cũng đã khuyến nghị có điều kiện việc sử dụng sotrovimab để điều trị covid-19 mức độ nhẹ hoặc trung bình ở những bệnh nhân có nguy cơ nhập viện cao. Điều này bao gồm những bệnh nhân lớn tuổi, suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường, tăng huyết áp và béo phì, và những bệnh nhân chưa được tiêm chủng. WHO đang thảo luận với các nhà sản xuất để đảm bảo khả năng cung cấp toàn cầu và khả năng tiếp cận công bằng và bền vững đối với các phương pháp điều trị mới được khuyến nghị. Chương trình hợp tác tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19, ACTA đã và đang hợp tác với các công ty dược phẩm để tìm kiếm các kế hoạch tiếp cận toàn diện cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình để các phương pháp điều trị này có thể được triển khai nhanh chóng ở mọi nơi không chỉ ở các quốc gia giàu có acta cũng đã tìm cách mở rộng phạm vi cấp phép để làm cho các sản phẩm có giá cả phải chặn hơn Tin tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vào chiều 9 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào những ngày cuối năm 2021 với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Đặt ra vấn đề cho ban chỉ đạo cùng các sở ngành có mặt về vấn đề thuốc kháng virus và thuốc điều trị COVID-19 được rao bán tràn lan trên mạng xã hội thời gian qua. Câu hỏi được đặt ra là nguồn gốc của các loại thuốc được rao bán đến từ đâu khi ngành y tế vẫn kiểm soát chặt chẽ. Những hệ lụy sử dụng các loại thuốc này mà không có sự giám sát của ngành y là gì? Trả lời câu hỏi trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các loại thuốc kháng virus, thuốc điều trị COVID-19 hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Việc sử dụng thuốc được ngành y tế giám sát chặt chẽ. Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh bởi các quy định trên cả người mua và bán các loại thuốc này đều vi phạm pháp luật qua công tác xác minh tránh văn phòng sở y tế khẳng định các đoàn kiểm tra của thành phố chưa phát hiện trường hợp nào là nhân viên y tế thành viên trạm y tế lưu động liên quan đến hành vi giao bán các loại thuốc monuperavir và vipiravir trên mạng về nguồn gốc các loại thuốc được sao bán này lực lượng công an ngành y tế và các ban chỉ đạo của thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh bà nguyễn thị huỳnh mai chia sẻ Sở Y tế khẳng định các loại thuốc nói trên chưa được phép lưu hành, chưa được Bộ Y tế cấp phép, việc lưu hành trên không gian mạng là bất hợp pháp. Sở vẫn tiếp tục điều tra, truy vết đối với những trường hợp rao bán trên, xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm. Đại diện Sở Y tế thông tin thêm, hiện tại gói thuốc C, có thuốc kháng virus cũng là các gói thuốc cho F0 đang được phát cho những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ. Nhóm này gồm những người trên 65 tuổi, người có bệnh nền. Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố lưu ý, các loại thuốc kháng virus chỉ được đưa ra sử dụng với đúng nhóm đối tượng có chỉ định. Nếu sử dụng không kiểm soát, hệ lụy mang lại là rất lớn đối với không chỉ người mắc COVID-19 mà cả cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay, thuốc điều trị COVID-19 không chỉ dành cho người trẻ, khỏe, không có triệu chứng hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Việc sử dụng sai chỉ định sẽ gây ra hệ quả. Virus SARS-CoV-2 kháng thuốc rất nguy hiểm cho cả cộng đồng. Đây vốn là các loại thuốc kháng virus được sử dụng theo chương trình thí điểm, điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 và được chỉ định cấp phát miễn phí cho bệnh nhân F0. Số thuốc này được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ Y tế và chưa được cấp phép lưu hành sản phẩm bán trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều hội, nhóm mua bán các loại thuốc dành cho điều trị F0 này đã đua nhau xuất hiện trong thời gian gần đây khi thông tin về dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại. Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, Bộ Y tế đưa ra câu trả lời như sau trước câu hỏi Monopiravir ảnh hưởng sinh sản thế nào? Cụ thể, theo các chỉ định khuyến cáo của cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ FDA và cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế của Anh, MHRA, với Monopiravir, Bộ Y tế khuyến cáo Monopiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ từ nhẹ đến trung bình thuốc chỉ được sử dụng cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Về thông tin Monopiravir gây ảnh hưởng sinh sản, Bộ Y tế cho biết thuốc này có thể ảnh hưởng tinh trùng mặc dù rủi ro được coi là thấp. Cơ quan này khuyến cáo trong thời gian điều trị với Monopiravir, nam giới nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và không mang thai trong thời gian ít nhất là 3 tháng sau liệu cuối cùng. Tương tự, phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liệu monopiravir cuối cùng. Thuốc không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai Monopiravir được khuyến cáo khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh. Bộ Y tế không khuyến cáo phụ nữ cho con bú trong thời gian điều trị với thuốc kháng virus này trong 4 ngày sau liệu cuối cùng. Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được dùng monopiravir vì có thể ảnh hưởng sự phát triển của xương và sụn về thời gian sử dụng thuốc, dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được dùng dự phòng hay trước khi phơi nhiễm để phòng COVID-19. Khuyến cáo của Bộ Y tế nêu rõ, người bệnh chỉ được sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định và các giới hạn sử dụng, cảnh báo, thận trọng của thuốc. Tại Việt Nam, Monopiravir được đưa vào điều trị thí điểm tại nhà F0 có kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Bộ Y tế đã phân bộ hơn 300.000 liều cho 51 địa phương, triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho F0 mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng.